Yo, chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số ha. Trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn một cái trang web vay tiền online nữa, đó là Em Credit cần vay được ngay. Thì mình sẽ điểm sơ qua về những cái ưu điểm của cái website này trước khi mình vào đăng ký thử ha. Thì ở đây trên trang chủ là các bạn thấy đó là mua sắm nè, vay được vay tiền mặt nè, vay để mua xe, vay để mua xe, mua xe điện nè, vay để mua điện thoại nè, và cả thẻ tín dụng nữa. Đây, Everest này, cái phần thẻ tín dụng mình sẽ xem sơ cái nha. Mọi khoản là thẻ tín dụng nè. Rút tiền cạnh tranh 1,5% nè, thủ tục dễ dàng, miễn lãi tối đa trong 45 ngày, duyệt hồ sơ nhanh, tận hưởng các ưu đãi từ Em Credit, MB và GCB, hạn mức lên đến 10, gấp tới 10 lần thu nhập. Là cái thẻ tín dụng này các bạn có thể gọi là nó xài trước trả tiền sau á, 10 lần thu nhập. Ví dụ các bạn thu nhập các bạn được 10 triệu thì 10 lần là các bạn có thể vay sử dụng trước 100 triệu trong cái thẻ này. Thì là như vậy. Cái này thì mình cũng không có muốn đăng ký lắm, thì các bạn có thể đăng ký thử cái thằng này cũng được. Còn những cái vay này á, vay mua xe và mua điện thoại. Cái khoản mua xe và điện thoại, mua xe và mua điện thoại thì nó giống y chang nhau à. Cái này tại này nó làm cho màu mè thôi, hai cái này gom lại thành một cũng được nè, các bạn thấy không, giống y chang nhau đó. Cái này thì nó không cần thế chấp tài sản nè. Còn cái thằng thẻ tín dụng các bạn làm thì có chứng minh thu nhập các kiểu và công việc, hoặc là nói chung là chứng minh về tài chính các bạn ổn định thì mới làm thẻ tín dụng được ha. Còn cái này thì không cần thế chấp tài sản hay không cần gì hết đó. Chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ khẩu bằng lái xe, trả trước đó là 10% giá trị của sản phẩm, rồi hồ sơ cũng duyệt khá là nhanh, phương thức thanh toán rất là đa dạng và lãi suất rất là cạnh tranh đó. Thì đó là những cái mà nó giới thiệu. Còn về tiền mặt á, đây tiền mặt thì nó khác một chút. Tiền mặt á thì tư vấn, thì tiền mặt á nó cần thêm một cái khoản không giống như hàng này, là có tư vấn là làm thủ tục miễn phí. Là cái này sẽ có tư vấn, nó lùm xùm hơn một chút, hỗ trợ tận nơi nếu khách yêu cầu. Tiền mặt này thì nếu các bạn có yêu cầu thì họ sẽ gửi tiền mặt về tận nơi các bạn. Nếu các bạn không có tài khoản thì họ gửi tiền đến tận nơi luôn. Hạn mức góp dài hạn nè. Đây. Và dưới mỗi cái này á, dưới bàn này á đều có một cái khoản dưới đây. Ví dụ hiện tại thì mình không muốn vay mua xe, không muốn vay điện thoại, mình sẽ vay tiền mặt luôn. Thì cái này đó, mình sẽ kéo những cái khoản này lên nè. Ví dụ mình muốn tối đa đây là 70 triệu thôi, 39.500.000, thì mình sẽ kéo thử là 20 triệu nha. Đây 20 triệu. Cái này thì là tháng các bạn, cứ mỗi kéo lên là 3 tháng 6, 9, 6. Thời hạn vay thì mình chỉ cần 6 tháng thôi, thấp nhất 6 tháng. Là cái khoản góp hàng tháng của bạn là 3703. 3703 để mình nhân thử nha. 3703 nhân cho 6 tháng thôi là 22.218.000. 22218 trừ cho 20 triệu. Rồi 20 triệu. Đây. Là nếu các bạn vay 20 triệu trong vòng 6 tháng á, thì các bạn các lãi và các tiền khác nó sẽ phát sinh là 2 triệu mấy trong vòng 6 tháng là lãi á. Đó, hàng tháng các bạn đóng 3.7 triệu, và khi các bạn đóng hết 6 tháng á, thì số tiền các bạn lên là 22.218.000, tức là bạn lãi suất các bạn phải chịu là 2.218.000. Đó, đó là mức lãi trên đây. Và nếu các bạn thấy mức lãi ok á, thì các bạn có thể tiếp tục, các bạn bấm vào đăng ký. Và đăng ký thế nào? Thì đăng ký thì bạn bấm vào link ở bên dưới phần mô tả, mình để trên cái link đầu tiên đó, các bạn bấm vào thì sẽ vào được cái trang đây. Khi bạn bấm vào link mình thì nó vào được cái trang này, bạn chờ một tí nha. Đây, khách hàng đăng ký vay nè. Đây sẽ các bạn vào được cái biểu mẫu này. Cái nãy là mình giới thiệu xem sơ cho các bạn thôi. Đăng ký vay thì đăng ký các bạn điền đầy đủ thông tin thôi, số điện thoại không này, số điện thoại nè, tỉnh. Thường á thì mình để ý mấy cái chương trình vay này á, thường á đó là khi các bạn trên phố Hồ Chí Minh á, các bạn vay nó khá là dễ và thủ tục nó cũng đặc biệt, nó khá là nhanh hơn các bạn ở tỉnh khác, thường là như vậy nha.
mình ở Tiền Giang thôi. Ok, tạm đi. Đi. Cái này các bạn gõ nha, nó hỏi gì thì gõ đó thôi. Ok, xong rồi mình bấm gửi cầu. Rồi ok. Thủ tục đăng ký hết sức là đơn giản, các bạn chỉ cần 2 phút thôi. Các bạn mở máy rồi các bạn đăng ký. Hoặc các bạn dùng điện thoại, các bạn vẫn có thể bấm vào link bên dưới của mình, các bạn vào các bạn đăng ký. Tuy nhiên thì có máy tính đăng ký nó sẽ dễ hơn, có phím và gõ nó nhanh hơn thôi. Còn điện thoại có thể lâu hơn một tí. Đó, khi vào các bạn đăng ký thông tin. Sau đó thì nó sẽ hiện lên các bạn đó là quý khách đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với khách trong cái thời gian ngắn nhất. Là sau khi các bạn đăng ký xong á, nó sẽ duyệt, nó sẽ chuyển qua cái bộ phận duyệt. Và bộ phận duyệt đó sẽ gọi điện thoại cho cái số các bạn đăng ký, và họ sẽ tư vấn khoản vay và mức phí các kiểu. Và khi các bạn đã nắm rõ hoặc là các bạn chưa rõ thì các bạn có thể hỏi nhân viên tư vấn, họ sẽ tư vấn cho các bạn rất là kỹ. Khi các bạn ok thì họ sẽ bắt đầu tiến hành xác nhận phí, và sau đó họ sẽ xin số tài khoản, họ gửi vào trực tiếp tài khoản của bạn. Còn nếu các bạn không có tài khoản thì họ sẽ gửi tiền mặt theo cái địa chỉ các bạn đã cung cấp. Thì đây là cái hàng Everest, và nó có một cái mức phí nó rõ ràng. Khi mà chúng ta định vay thì nó có cái thanh kéo, lúc nãy mình hướng dẫn các bạn có thể kéo và các bạn nhắm chừng được cái khoản chi phí mình sẽ trả sau 6 tháng, sau 12 tháng hoặc là sau 20 tháng gì đó, là chúng ta sẽ đóng lãi hàng tháng bao nhiêu, và sau khi đóng xong chúng ta sẽ chịu mức phí, tổng mức phí hết là bao nhiêu tiền, chúng ta có thể ước tính được và nó khá là rõ ràng. Hơn nữa nó cái hệ thống nó tư vấn, nó sẽ gọi, có nhân viên gọi tư vấn khá là kỹ. Mình xem trên đây xong, sau đó mình phải hỏi lại nhân viên xác nhận một lần nữa có chính xác hay không, sau đó chúng ta mới quyết định vay. Thì đây là một cái trang nữa để mình giới thiệu với các bạn, cho các bạn muốn vay hay không thì các bạn tự cân đo đồng điểm ha. Thì link đăng ký mình để bên dưới phần mô tả, click vào là vào trang đăng ký thôi đó. Còn cái phần mà những cái tiện ích của nó thì phía đầu video mình đã show hết cho các bạn rồi, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.